gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hãy gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Thấu hiểu nỗi đau của rừng, lắng nghe tiếng kêu của đất, gìn giữ và xây dựng tương lai ngay từ hôm nay. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kẽm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Ống kẽm Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Vụ lần sau rồi. Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết. Biệt chỗ ni á, hén xì chỗ nớ. Tôi thì hoàn cảnh hơn, cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Đúng thật không? Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại miền Trung. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin kính chào quý vị và các bạn đã tới với chương trình nhật ký giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 số đặc biệt. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh với những quãng đường lần đầu tiên được sử dụng trong hệ thống đua xe đạp Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại một giải đấu dù chỉ có 2 năm tuổi nhưng đã để lại nhiều dấu ấn không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về công tác tổ chức. Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 là giải đấu quốc tế có quy mô lớn nhất từng được tổ chức ở Việt Nam. Không chỉ là giải đấu có lộ trình xuyên Việt, giải còn có sự tham gia của 7 đội trong nước và 5 đội quốc tế chất lượng cao với tổng cộng 84 tay đua. Dù trải qua không ít khó khăn, gian nan trên đường đua, nhưng bằng năng lực và kinh nghiệm, ban tổ chức đã phối hợp cùng với các địa phương tạo nên những chặng đua hấp dẫn và an toàn cho các tay đua. Với khẩu hiệu vòng quay lan tỏa, giải đấu đã tự lan tỏa được tình yêu dành cho môn xe đạp ở những địa phương mà người dân luôn dành những tình cảm đặc biệt cho các tay đua bằng những màn cổ vũ cuồng nhiệt và vô tư. Giải đấu thực sự đã tạo cơ hội để các tỉnh thành quảng bá du lịch, văn hóa và con người của địa phương mình. Bên cạnh sự tham gia của các đội trong nước mạnh nhất, thì sự góp mặt của các đội quốc tế chất lượng cao đã góp phần biến VTV Cúp Tôn Hoa Sen trở thành giải xe đạp quốc tế hàng đầu. Điều đó được thể hiện qua những cuộc đua tranh quyết liệt cho các giải thưởng cá nhân và đồng đội. Phải đến chặng đua cuối cùng, giải thưởng danh giá nhất là chiếc áo vàng chung cuộc mới tìm ra chủ nhân sau 6 lần đổi chủ. Điều đó cũng được thể hiện qua tốc độ trung bình của giải đấu luôn ở mức cao từ 43 đến 46 km/h. Ngoài ra, sự bất ngờ, yếu tố tạo ra tính hấp dẫn cũng luôn xuất hiện. Điển hình như việc Loic Destriac đánh mất chiếc áo vàng tưởng như đã chắc chắn trong tầm tay, hay việc anh văn hội viên Mỹ thành phố Hồ Chí Minh giành giải thưởng đồng đội Philippine Navy. Lần đầu tiên một giải đua xe đạp đường trường ở Việt Nam tổ chức một chặng đua cá nhân tính giờ. Điều này đã tạo nên một sự mới lạ, thú vị và hấp dẫn riêng cho giải đấu. Trong suốt chặng 10 diễn ra ở thành phố Quy Nhơn, khán giả tỏ ra rất hào hứng với trải nghiệm mới lạ này ở một giải đua xe đạp đường trường. Những giọt mồ hôi, những cố gắng của các vận động viên đã đến thời khắc được vinh danh. Ngày hôm qua tại nhà hát của thành phố Hồ Chí Minh, một buổi gala đặc biệt đã được tổ chức để trao các danh hiệu cũng như nhìn lại toàn bộ quá trình của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017. Vinh dự là giải đấu khởi tranh đúng vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã kết thúc hành trình 14 chặng đua xuyên Việt với nhiều ý nghĩa. Sau khi về đích tại thành phố Hồ Chí Minh, buổi lễ gala trao giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 được tổ chức một cách trang trọng tại nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh với sự hiện diện của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao,
lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện nhà tài trợ cùng 12 đội đua trong nước và quốc tế. Buổi gala chính là dịp để ban tổ chức vinh danh các đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam để tổ chức một giải đấu xuyên Việt thành công. Giải sắc đạp quốc tế VTV Cup Tôn Đăng Sen 2017 đã một lần nữa thể hiện trình độ tổ chức tầm vóc của một giải đấu uy tín, tạo ra sức hút đặc biệt với người hâm mộ thể thao cả nước nói chung và khán giả truyền hình nói riêng. Xin cảm ơn các vận động viên đã mang đến một giải đấu ấn tượng cho người hâm mộ và khán giả truyền hình. Xin trân trọng cảm ơn. Tại buổi gala trao giải, những phần thưởng giá trị đã được trao cho những cá nhân và tập thể xuất sắc. Danh hiệu nhất đồng đội đã được trao cho đội Anh Văn Hội Việt Mỹ. Ở các hạng mục cá nhân, tay đua Lê Văn Duẩn nhận áo xanh cho vận động viên có thành tích nước rút tốt nhất. Vận động viên Ngô Văn Phương của đội Hà Nội giành áo trắng cho danh hiệu tay đua trẻ xuất sắc. Chiếc áo chấm đỏ dành cho vua leo đèo xuất sắc thuộc về Navarra của đội CCN Hà Lan. Chủ nhân của danh hiệu áo vàng chung cuộc thuộc về vận động viên Jung Jiang của đội Korai Cycle Hàn Quốc. Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt. Đây là một cái giải có chất lượng chuyên môn rất là cao. Chúng tôi nghĩ là thông qua cái giải VTV này thì cái trình độ của các vận động viên Việt Nam, cái kinh nghiệm thi đấu, rồi cái bản lĩnh thi đấu của các vận động viên Việt Nam thì sẽ càng ngày càng được nâng cao. Giải năm nay thành công về nhiều mặt. Có thể nói đây là một giải đấu có quy mô lớn và để lại nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn, nghiệp vụ cũng như là ý nghĩa chính trị xã hội. Trong công tác bảo vệ lộ trình, công tác phối hợp với các địa phương thì ban tổ chức đã làm rất là tốt. Và trong gala lần này thì tất cả các bạn xem đài cũng sẽ thấy là công việc đã được gọn gàng và thực hiện một cách hoàn trang. Khép lại một giải đấu với nhiều thành công, giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 thực sự đã lan tỏa niềm đam mê môn thể thao đua xe đạp tới đông đảo người hâm mộ thể thao trong cả nước và để lại những ấn tượng đặc biệt đối với các huấn luyện viên, vận động viên tham dự giải đấu năm nay. Một điểm đặc biệt của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm nay là việc có rất nhiều lộ trình đua lần đầu tiên được sử dụng trong hệ thống đua xe đạp Việt Nam. Đây là cơ hội để các vận động viên có thể đến gần hơn với thiên nhiên Việt Nam, đến với những vẻ đẹp của Việt Nam. Và sau đây là cảm nhận của họ sau giải đấu này. Miên man trong cơn gió vụt qua, ánh nắng lấp lánh vút theo con đường qua, cột mốc cứ trôi xa dần. Đoàn đua của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã trải qua lộ trình dài 1.618 km. Ở đó, các tay đua trong nước và quốc tế đã đi qua những cung đường tuyệt đẹp, vượt qua đèo ngang ở Quảng Bình, đến với thành phố Huế thơ mộng, bỏ lại sau lưng đèo Hải Vân ở Quảng Nam, chu du qua Tuy Hòa với đèo Cả và đèo Mũi Điện, để rồi chinh phục ngọn đèo dài nhất Tổ quốc, đèo Khánh Lê ở Đà Lạt. Một hành trình dài nhưng chắc chắn là ngoạn mục, để lại không ít ấn tượng với những vận động viên, đặc biệt là những người lần đầu tiên đến với giải đất hình chữ S. Những con đường ở đất nước của bạn rất đẹp, nó cho tôi cảm giác hứng khởi khi thi đấu. Thực sự những đường đua ở đây rất đẹp. Ở Việt Nam có rất nhiều rừng, điều này hơi khác so với đất nước của tôi. Không khí khi đua vì thế trong lành và thoáng đãng. Khi thời tiết ủng hộ thì chúng tôi sẽ thi đấu trong một bầu không khí tuyệt vời. Việt Nam có rất nhiều địa hình khác nhau, bạn có thể đua ở một nơi nhiều gió, rồi lại có thể đua ở một đường bờ biển nắng đẹp. Đây vừa là thử thách nhưng cũng là cơ hội cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa khả năng của mình. Tôi đã thi đấu một vài giải ở Việt Nam, các bạn có những đường bờ biển rất thơ mộng, nhưng cũng có những ngọn đèo khá khó khăn. Tôi thích Hà Nội và cũng thích Nha Trang nữa. Những vị khách có lời ngợi khen cũng là điều dễ hiểu. Sự mới lạ luôn mang đến những bất ngờ thú vị. Để xét về sức sống một vẻ đẹp, chính những vận động viên trong nước, những người đã trải qua hàng chục ở mảnh đất quê hương, chính là những người có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Giá khung cảnh thì rất là tuyệt vời, vì khi chạy một bên là núi đồi, một bên là vùng biển thì khung cảnh không còn gì để chê nữa. Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 là giải đấu duy nhất trong năm nay có lộ trình đi từ Bắc vào Nam. Đó là một hành trình thiên nhiên, chinh phục các con đường để giành danh hiệu cao quý nhất. Đó còn là hành trình đưa những người yêu xe đạp, những vận động viên đến gần hơn với những món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho mảnh đất hình chữ S. Đó là hành trình mang hình ảnh đất nước quê hương đi vào trái tim của mỗi vận động viên trong nước cũng như những người bạn quốc tế.
và đó là giá trị to lớn của VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017. Một điều đáng ghi nhận cho giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm nay đó chính là tình cảm của người hâm mộ dành cho giải đấu. Những hàng dài người chờ đón đoàn đua cùng với những gương mặt hân hoan và những cái vỗ tay đã cho thấy sức hút của giải đấu lớn như thế nào đối với người hâm mộ. Trong suốt 16 ngày tranh tài, với lộ trình xuyên Việt dài hơn 1.600 km từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đua đã nhận được những tình cảm yêu mến của người hâm mộ ở các địa phương nơi đoàn đua đi qua. Những hàng dài người hâm mộ bất chấp thời tiết nắng mưa đón đợi đoàn đua hai bên đường, rồi sau đó là niềm vui hân hoan, là những cái vẫy tay cổ vũ các tay đua khi về đích. Đó là sức hút lớn của VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đối với người hâm mộ. Không phải cá nhân tôi mà dường như tất cả con dân của thành phố Tam Kỳ rất là sung sướng, hào hứng, phấn khởi. Đoàn đua mà về Quy Nhơn là tạo cái phong trào và khí thế cho bạn đồng viên và nhân dân Quy Nhơn. Biết đoàn đua từ Quảng Ngãi về tới Bình Định thì tôi ra đây đón chào với tâm trạng là rất là hân hoan, rất phấn khởi và tự hào vì cái giải đua này đã dừng ở Quảng Nam và có cái lộ trình là đua vòng quanh quảng trường 24/3. Mình là người dân Quảng Nam rất tự hào, lần đầu tiên là giải dừng ở đây và tổ chức ở đây. Chúng tôi sẽ chiêm ngưỡng, sẽ được hưởng thụ và kể cả nhân dân Tam Kỳ và Quảng Nam nói chung sẽ có một cái buổi sáng ngày Chủ nhật thật là vui khi mà được thưởng thức cái vòng đua này. VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 không chỉ đón nhận những tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ mà còn là sự phối hợp chặt chẽ của ban tổ chức địa phương với Đài Truyền hình Việt Nam. Tại mỗi địa điểm nơi đoàn đua xuất phát và về đích, ban tổ chức giải đều nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh thành, sở ban ngành địa phương. Đó là những tình cảm trân trọng mà ban tổ chức giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 nhận được trong suốt hành trình dài từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh Nghệ An rất là vui mừng được Đài Truyền hình Việt Nam chọn làm điểm dừng chân thứ tư của cuộc đua xung quanh quảng trường Hồ Chí Minh. Cuộc đua xe đạp này rất có ý nghĩa đối với nhân dân cả nước và đặc biệt là Nghệ An. Chúng tôi cho rằng đây là một cơ hội để người Nghệ An được tuyên truyền về văn hóa Nghệ An, về con người Nghệ An, về tình người Nghệ An và du lịch Nghệ An đến với tất cả mọi miền trên đất nước. Xin chân thành cảm ơn Đài Truyền hình. Chúng tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Đài Truyền hình Việt Nam và ban tổ chức hết sức chuyên nghiệp với sự tham gia tích cực của các đội đua, nhân dân Quảng Nam và những người hâm mộ, những người tham gia môn thể thao xe đạp rất mong muốn giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen tiếp tục sẽ trở lại với Quảng Nam trong những năm 2018 và các năm tiếp theo. Đông đảo cán bộ và nhân dân của thành phố Tuy Hòa đến để mà tham dự, để mà tiễn cái đoàn cái chặng đua từ Tuy Hòa vào Nha Trang. Sự đồng hành của ban tổ chức địa phương, sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ dành cho VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 một lần nữa khẳng định giá trị của một trong những giải đấu thể thao uy tín do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Cuộc đua giành danh hiệu áo vàng của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm nay diễn ra rất khốc liệt và cuối cùng cái tên giành được danh hiệu này thực sự là một điều bất ngờ. Với tay đua chủ lực của chúng tôi là Jeong Yang, chắc chắn đội của chúng tôi sẽ tấn công liên tục với mục tiêu là giành áo vàng chung cuộc. Jeong Yang là một tay đua khá toàn diện, cậu ta rất khỏe và có một độ bền bỉ khó ai mà sánh nổi. Ba từ thôi, sức mạnh, bền bỉ và đầy quyết tâm, đó là Jeong Yang của chúng tôi. Đó là những chia sẻ của các đồng nghiệp về Jeong Yang, tay đua chủ lực của đội Korean Cycle. Phong độ thi đấu xuất sắc trong chặng đua quan trọng từ Nha Trang đi Đà Lạt đã giúp Jeong Yang giành chiếc áo vàng từ tay của Loic. Tuy nhiên, khoảng cách với tay đua thứ hai chỉ là 11 giây, buộc Jeong Yang phải duy trì phong độ ở hai chặng cuối cùng. Và nhiệm vụ này đã được đội đua Korean Cycle hoàn thành khi kết thúc chặng 14. Jeong Yang giành áo vàng chung cuộc của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 16 giây. Tôi rất may mắn khi giành được chiếc áo vàng chung cuộc của giải xe đạp quốc tế VTV Cup. Tuy nhiên, đây không phải chiến thắng của riêng mình cá nhân tôi. Tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ phía đồng đội. Chiến thắng này dành cho đội Korean Cycle. Chức vô địch ngay trong lần đầu tiên tham dự giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 chắc chắn sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của tay đua điển trai người Hàn Quốc Jeong Yang. Những cung đường đua, những cột mốc cây phía sau
giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen một lần nữa lại được tổ chức thành công. Những nhà vô địch đã được vinh danh và chương trình nhật ký giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 của chúng tôi cũng đã đi đến hồi kết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giải đấu lần sau với nhiều điều hấp dẫn hơn nữa đang chờ đợi. Miên man trong cơn gió buồn qua, ánh nắng đắp lánh vút theo con đường qua, mong một lớn trôi xa. Băng băng qua bao con sóng thời đèo cao, tôi nghe tôi thanh thao niềm niềm, một mộng vẫn trôi đời gần. Từng cây số những chặng đua, từng hàng cây những khúc cua, cùng vươn lên xanh áo vàng chiến thắng. Giải đua VTV Cúp vinh quang. Xuất phát lượn đi ở thủ đô, thành thang đi qua Sư Thanh vào Nghệ An. Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Miên man qua bao cây số đất Quảng Bình, sông Hương trôi đến đất Quảng Nam, Quảng Ngãi Phú Yên vẫy chào. Từng cây số những chặng đua, từng hàng cây những khúc cua, dàn hào vàng chi ta. Gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hãy gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Vụ lần sau rồi chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết, biệt chỗ ni á hén xì chỗ nớ. Tôi thì hoàn cảnh hơn, cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Đúng thật không? Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa lại miền Trung. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa lại bền trong. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.